Xin chào thầy và các bạn, em là Vũ Minh Tân và hôm nay em xin trình bày bài tập số 5 của môn vi điều khiển, đó là điều khiển 8 con led 7 đoạn. Đếm theo yêu cầu là led 1, 2, hai con led đầu tiên là sẽ đếm lên từ 0 tới 15 và mỗi lần tăng một giá trị. Con led 7, 8 là hai con led cuối cùng là sẽ đếm xuống từ 2 xuống từ 26 xuống 0 và mỗi lần sẽ giảm hai giá trị. Còn các led còn lại hiển thị dấu gạch ngang là chú và việc đếm lên đếm xuống nhà xảy ra đồng thời và lặp lại theo chu kỳ. Thì để làm được bài này thì đầu tiên em sẽ xây dựng mạch nguyên lý, đó là cũng như mấy bài trước em sử dụng một con PIC 16F887 và cấp mạch cho một mạch có nút nhấn mạch vô chân reset để em có thể reset bất cứ khi nào em muốn. Nguồn thạch anh có giá trị là 20 MHz, tần số là 20 MHz. Đây, và con vi điều khiển của em cũng sẽ cho chạy mức đồng hồ là sẽ là 20 MHz luôn. Và theo yêu cầu của bài này là sẽ điều khiển 8 con led 7 đoạn, cho nên là em sẽ sử dụng một thanh gồm 8 con led 7 đoạn. Đây, và các chân ABCD này thì em sẽ đưa vào bọc C, và cái chân 1 2 4 5 6 7 8 này em sẽ đưa vào bọc D, và em có sử dụng thêm 8 cổng nốt. Và đây là toàn bộ mạch nguyên lý của em. Và để trước khi bước tới phần lập trình viết code thì em có làm một lưu đồ để có thể xây dựng ý tưởng để mà viết code. Và đây là lưu đồ của em. Và đầu tiên là bắt đầu là em sẽ khai báo thư biến và thư viện. Ở đây em sẽ sử dụng hai biến, đó là biến đếm 1 và biến đếm 2. Và biến đầu tiên là em sẽ cho biến đếm 1 bằng 0, biến đếm 2 là bằng 26. Biến đếm 1 là biểu thị là dùng để điều khiển cho hai con led 1, 2 là đếm lên từ 0 tới 15, nên em sẽ cho từ đầu tiên đếm sẽ bằng đếm 1 sẽ bằng 0. Và con biến đếm 2 là bằng 26 vì yêu cầu là hai con led 7, 8 là sẽ đếm từ 26 về lại 0. Đây thì yêu cầu của đề bài thì là biến 1 led 1, 2 đếm lên là 0 tới 15 và mỗi lần tăng một giá trị, cho nên đếm 1 của em là sẽ là đếm 1 cộng là đếm 1 tăng 1, và đếm 2 là giảm từ 26 từ số vượt 0 mà mỗi lần giảm là giảm hai giá trị, cho nên đếm 2 sẽ bằng đếm 2 trừ 2. Nhưng ở đây có một vấn đề, đó là khi mà viết code, khi mà đưa vào đếm 1 bằng 0 và đếm 2 bằng 26 thì ở chu trình đầu nó sẽ tự động như đếm 1 đang bằng 0, và nó tự động là hiểu là đếm 1 cộng nó sẽ không nhảy từ 0 mà nó sẽ bắt đầu khi bấm start thì nó bắt đầu sẽ nhảy lên thành 1 luôn. Và như tương tự như là đếm 2 thì đếm 2 nó sẽ tự động hiểu là sẽ là 26 trừ 2 là hiện ra 24. Cho nên khi mà bấm start, nếu mà để như vậy, đếm 1 bằng 0, đếm 2 bằng 26, nếu mà để vậy thì khi bấm start thì nó sẽ hiện, đầu tiên nó sẽ hiện lên là hai con led đầu tiên sẽ hiện là 01 và hai con led cuối cùng sẽ hiện là 24. Nhưng mà em muốn cho nó hiện là ban đầu là 00 và 26 thì em có thay đổi một chút, đó là đếm 1 ban đầu vào thì em sẽ đưa vào nó sẽ là 255 hàm size của em đó là tối đa nó sẽ cái số tối đa của nó sẽ 255, cho nên khi mà nó đếm 1 mà cộng 1 cho lên vào thì nó sẽ quay trở lại là 0 và nó sẽ hiện hai con led đầu tiên là 00 và đếm 2 sẽ là 28, và nó hiểu là đếm là 28 chứ 2 thì hai con led cuối cùng sẽ quay về là 20, sẽ xuất hiện là 26. Và nếu đếm 2 mà bé hơn 0, đó là nó 26 nó đếm và
đếm về không rồi, đếm hai bé hơn không, thì nếu đúng thì em sẽ gán cho đếm hai lại quay lại sẽ bằng 26. Còn nếu sai thì đếm hai sẽ tiếp tục đếm, là có nghĩa là nó giảm vẫn chưa trở về không, thì nó sẽ tiếp tục giảm. Và nếu đếm hai bằng 26 thì nó sẽ quay lại chu trình, quay lại giảm, bắt đầu lại một chu trình mới. Cũng tương tự như vậy, thì nếu mà đếm một lớn hơn 15 thì đúng, thì em sẽ gán là đếm một sẽ bằng 0, và nếu sai thì đếm một sẽ tiếp tục tăng, và nếu đếm một bằng 0 thì nó sẽ cũng sẽ quay trở lại là để tăng tiếp, là tiếp tục một chu trình mới và cuối cùng là kết thúc. Và đây là toàn bộ lưu đồ của em. Và em sẽ viết code dựa vào cái lưu đồ này. Đầu tiên là em sẽ khai báo thư viện của con 16F887, sử dụng nguồn thanh anh ngoài, hàm delay có giá trị là 20 MHz, size in 8, này là dữ liệu hiển thị, đây là em sẽ dùng, đây là để cho hàm quét quét 8 con led 7 đoạn. Và yêu cầu của bài là led 12 sáng, là đếm từ 0 tới 15, led 78 đếm từ 26 xuống 0, và mà các led còn lại hiển thị dấu trừ. Vì vậy là sẽ chỉ có hai con led đầu tiên và hai con led cuối cùng sẽ hoạt động, là có thể chạy số được. Còn bốn con led ở giữa là sẽ hiển thị dấu trừ. Vì vậy trong lệnh hiển thị dữ liệu thì em sẽ hai con led đầu và hai con led cuối sẽ là 0 nhân FF, là để cho các con led có thể chạy được. Còn bốn con led ở giữa thì em sẽ là 0 XBF, 0 nhân BF, thì đó là để cho nó chỉ hiển thị được dấu trừ, không thể thay đổi được. Và đây là lệnh của mã 7 đoạn, là nó sẽ chạy từ 0, 1, 2, 0 tới 9. Và em khai báo biến là đếm 1, đếm 2, và biến thêm một biến là biến quét, để em sử dụng trong chương trình con, đó là chương trình hiển thị. Là đây là một giây, trong một giây thì nó sẽ quét được hạt được tầm khoảng 30 lần. Vì vậy cho nên là để cho nó quét một lần thì nó tốn khoảng 4 mili giây, cho nên ở đây em có sử dụng hàm delay 4 mili giây và quét bằng 0 nhân FE. Đó là FE nghĩa là 0 là 1111110, đó là cho nên là chỉ có cái con số 0 này là hoạt động, còn các đường còn lại nó sẽ không hoạt động được. Và y em sẽ cho tăng là y tăng 8 lần, có nghĩa là y tăng 8 lần là tương ứng với lại 8 con led. Và đây là cái chương trình này em dùng để quét 8 con led 7 đoạn. Và chương trình chính của em là đầu tiên là set chip C và set chip D 00, thì đó là khai báo biến chân ngõ ra của con vi điều khiển là C và D, bọt C và bọt D. Đầu tiên là đếm 2 bằng 28, như trong lưu đồ em có trình bày, thì là em muốn cho đầu tiên nó sẽ xuất hiện ở chương trình, đầu tiên nó xuất hiện là số 26 luôn, cho nên là đếm 2 em sẽ cấp vào ở đầu tiên là sẽ 28, và đếm 1 sẽ là 255, để khi mà đếm 1 tăng cộng cộng là nó sẽ quay về không, sẽ hiển thị là số 0 đây. Và đếm 2 sẽ bằng đếm 2 trừ 2, đếm 1 là đếm 1 cộng cộng. Và nếu đếm 2 bé hơn 0, đếm 2 bé hơn 0 thì sẽ đếm 2 nó sẽ là, em sẽ gán cho nó là đếm 2 là 26. Và nếu đếm 2 lớn hơn 15 thì ấy, đếm 1 sẽ lớn hơn 15 thì đếm 1 sẽ em sẽ gán cho bằng 0. Và dữ liệu hiển thị
dữ liệu hiển thị 76 này ở, bởi vì ở trong con vi điều khiển nó không có đánh dấu như theo thứ tự 1 2 4 5 6 7 8 như ở chân này, mà nó sẽ đánh theo số vị trí đó là 0 1 2 3 4 5 6 7. Vì vậy hai con led cuối cùng nó sẽ là giữ là ở vị trí là số 6 và số 7. Cho nên là và ở vị trí số 7. Số 7 này theo yêu cầu của bài là 78 là đếm xuống từ 26 xuống 0, là tương ứng với lại con đếm 2. Biến đếm 2 là từ 28 đây, từ 26, và con led số 7 là giữ vai trò là hàng đơn vị, cho nên là sẽ là lấy giá trị đếm 2 chia cho 10 lấy phần dư là được hàng đơn vị, và cho con led số 6 đó là đếm 2 chia cho 10 lấy phần nguyên. Cũng tương tự như vậy thì hai con led đầu tiên là 1 2 thì sẽ giữ vị trí là 0 và 1, và ở chân con led số 1 thì sẽ giữ hàng đơn vị là đếm 1 chia cho 10 lấy phần dư, và đếm 1 chia cho 10 lấy phần con led số 0 thì đếm 1 chia cho 10 lấy phần nguyên. Và đây là toàn bộ chương trình của em. Và em sẽ đưa vào con vi điều khiển bên mặt rotor. Không không và 26 tăng lên 1 thì nó sẽ giảm 2. Chín, mười, mười lăm sẽ quay về lại 15, không là quay về 15, 15 là quay lại không, 20, giảm 10 là sẽ giảm 8, 6, 4, 2, 0 và quay lại 26. Và đây là toàn bộ chương trình của em. Cảm ơn thầy và đã lắng nghe.